Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để chuyển tải đến quý vị không khí của Hội Xuân Núi Bà Đen Xuân Giáp Thìn 2024 vừa được khai mạc. Thưa quý vị, tối ngày 13 tháng 2 tức mùng 4 Tết, Hội Xuân Núi Bà Đen Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh đã chính thức khai mạc. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã đánh hội trống khai hội rộng ràng, chính thức bắt đầu Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2024. Lễ khai mạc Hội Xuân năm nay được diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, đầm ấm, gắn kết cộng đồng. Sau tiếng trống khai hội là chương trình múa lân, ca múa nghệ thuật do các nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn và màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Hội Xuân năm nay với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo và sẽ kéo dài đến hết tháng Giêng. Thưa quý vị, là lễ hội lớn bậc nhất Nam Bộ trong những ngày đầu xuân mới. Năm nay với sự đổi mới ngoạn mục cả về cảnh quan lẫn các công trình kiến trúc, Núi Bà Đen Tây Ninh đã nhanh chóng thu hút một lượng khách kỷ lục đến tham quan chiêm bái. Theo thông tin từ ban tổ chức, chỉ tính riêng trong mùng 4 tháng Giêng, tức ngày khai mạc Hội Xuân Núi Bà, khu du lịch này đã đón gần 350.000 lượt du khách, trong đó có gần 150.000 khách đi cáp treo lên chiêm bái đỉnh núi cao nhất Nam Bộ. Ngay từ sáng sớm mùng 4 Tết, khắp các ngã đường Tây Ninh đã thấy các đoàn xe nối nhau đổ về Núi Bà Đen. Đặc biệt, khu vực Chùa Bà và đỉnh núi Bà Đen đón lượng khách đông nhất trong những ngày Tết vừa qua. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, thế nên Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và công ty Sunqua Bà Đen Mountain đã cơ bản phục vụ tốt các nhu cầu của du khách, an ninh trật tự trong khuôn viên khu du lịch được đảm bảo. Để sẵn sàng đón lượng khách kỷ lục về tham quan chiêm bái, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã chủ động phối hợp cùng Công an tỉnh và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, phòng chống trộm cướp, cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Theo đó, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã phối hợp và huy động tối đa các lực lượng có liên quan để bảo đảm an ninh trật tự. Chỉ riêng ngày mùng 4, tức ngày khai mạc Hội Xuân Núi Bà, đơn vị này đã huy động trên 800 nhân sự tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Lực lượng công an tỉnh và thành phố Tây Ninh cũng được bố trí trang bị đầy đủ các trang thiết bị và phương tiện, sẵn sàng cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ. Công tác phân luồng giao thông cũng được thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp ùn tắc giao thông nào xảy ra trên các tuyến đường dẫn vào khu du lịch. Thưa quý vị, với một lượng khách kỷ lục đổ về Tây Ninh để tham quan và chiêm bái, đây chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp quảng bá, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các sản phẩm đặc sản và thế mạnh của tỉnh. Ngay từ những ngày cuối tháng Chạp, các gian hàng đặc sản tại khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã tất bật chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách. Trong đó, đa dạng nhất có lẽ là các gian hàng bánh tráng và muối ớt, với nhiều mặt hàng và chủng loại vô cùng phong phú. Từ bánh tráng phơi xương, bánh tráng ớt, bánh tráng siêu mỏng, cho đến muối chay, muối tôm, muối xả. Các đặc sản khác của Tây Ninh như chao môn, nước tương cũng được nhập hàng và chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều là những sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, đảm bảo nguồn gốc và chất lượng. Phần cuối bản tin, kính mời quý vị cùng điểm qua những công trình kiến trúc và cũng là những điểm nhấn mới của khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 này. Có thể nói đây chính là lý do giúp du lịch Tây Ninh nói chung và Núi Bà Đen nói riêng nổi lên như cồn trên bản đồ du lịch cả nước. Tọa lạc ở độ cao 986m, quần thể công trình tâm linh trên đỉnh Núi Bà Đen không chỉ có tượng Phật Bà Tây Bộ Đà Sơn, mà còn bao gồm nhiều không gian trải nghiệm mang đậm văn hóa Phật giáo như không gian Xá Lợi Phật Thích Ca Mâu Ni, cụm trụ kinh Bát Nhã khắc chữ vàng, khu trình chiếu mô hình chùa cổ bằng công nghệ hologram, không gian trưng bày những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển và đặc biệt là tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới. Những công trình Phật giáo này đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương khi tới Tây Ninh. Trong khuôn khổ Hội Xuân Núi Bà Đen Xuân Giáp Thìn năm 2024 này, khi đến với Núi Bà Đen, du khách và Phật tử sẽ được hòa mình vào bầu không khí nô nức trại hội và rộn ràng xuyên suốt ngày đêm với các hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa dân gian như trình diễn nhạc ngũ âm, múa Khmer, múa trống chơ dâm.
điệu múa trống độc đáo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bản tin hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.